Nhà ga này tiếp giáp với khu thương mại đường Cung Y, có thể nói là khu chiến hạng nhất của các nhà hàng ăn ngon đài trung, không chỉ có các món ngọn từ các nước Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ý, Thái Lan, Hoa Kỳ đa dạng khác nhau, mỗi một nhà hàng đều có không gian ăn uống rộng rãi, và phong cách thiết kế trang trí độc đáo cũng là một trong những đặc điểm mà bạn đang tìm kiếm món ăn đài trung thì không nên bỏ qua. Kết thúc hướng dẫn du lịch trạm này, có thể vào khu danh sách để nghe hướng dẫn điểm du lịch khác.